Ồ, giờ thì chúng tôi bất ngờ gặp được một người hát trong ngang qua hồ con rùa. Với giọng ca thật đặc biệt, người nghệ sĩ hát trong này không ai xa lạ, chính là anh Tuấn Anh, nhân vật của bài báo Người đàn ông mù có bằng nhạc viện. Được biết, anh bị mù bẩm sinh và con trai anh tên Nguyễn Anh Quân, 9 tuổi, cũng bị mù giống anh ngay từ lúc chào đời. Chính vì thương con, không muốn con cực khổ, nên anh cố gắng làm việc để bù đắp cho con mọi thứ. Người ta khổ mình giúp người ta thôi. Người ta bị tật nguyền ấy, cứ lấy kẹo làm cái gì? Mà giúp người ta cho nó được. Thế chú đứng lặng người, cái đứng ở ngoài đường để nghe anh hát vì sao thế ạ? Thấy giọng ca hay, dễ thương. Người hâm mộ đầu tiên cho nghệ sĩ hát trong tiền lại chính là người giữ xe mà bữa sáng chị giảng đơn với một trái bắp. Cuộc sống luôn có sự diệu kỳ như vậy. Chỉ một khoảnh khắc lướt qua của người hát trong cũng đủ để chúng tôi cảm nhận được sự nghĩa tình của người dân mưu sinh ở hồ con rùa. Dù công việc của họ chỉ là anh bán sữa đậu nành hay chỉ phục vụ quán ăn. Thấy nhiều người đang nghe và cổ vũ anh lắm, thì anh có thấy hạnh phúc không? Dạ vâng ạ, nói chung là đi hát này mà tới mà mọi người nghe thì... Anh ơi, nhà mình ở Hà Tây, tại sao mình vào tận đây? Tại vì ngày xưa là đi học bên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh khoa piano ấy. Lúc đấy là vào trong này lâu, cũng lâu lắm rồi, 18 rồi. Tức là ra trường cũng không được làm đúng nghề nữa. Có thời gian đi hát phòng trà cách đây khoảng tầm chục năm về trước. Sau này khó khăn quá, không có việc làm nữa. Chơi nhạc ấy thì mình không giống như người ta. Ví dụ như bây giờ một đêm mà bạn làm được 400.000 chẳng hạn ở một cái phòng trà này, thì cái tiền xe bạn đi lại mất 100 rồi, nó không còn dư được đáng bao nhiêu nữa. Cứ đi hát là chỉ có ngày nhiều ngày ít. Bây giờ cũng có 2-3 con ở với nhau thôi mà bây giờ nhà thuê. Sau này cứ có tiền thì về quê sống cũng được, về quê mở một cái lớp dạy nhạc sau này được. Anh nói là anh ở mình với con, vậy thì vợ thì sao ạ? Bọn mình cũng chia tay được mấy năm rồi. Cũng có một số cái nó không hợp nhau. Điều mà anh thấy nuối tiếc nhất trong cuộc sống ạ? Nuối tiếc ạ? Nói tiếc thì cơ hội thì đến nhiều quá, thế nhưng mà không nắm bắt được. Cuộc sống thì lấy của mình đi cũng nhiều mà cho mình lại cũng không phải là ít nữa rồi. Nên là cũng cảm thấy nó công bằng thôi. Bây giờ cảm thấy nó vui. Thế là lúc nào cũng mình nghĩ là bằng lòng với những cái gì mình có. Chỉ mong làm sao cho con của mình ngoan, biết nghe lời ba, rồi cố gắng học giỏi, sau này làm cho ba vui là được rồi. Anh nói là âm nhạc là cuộc đời, vậy một bản nhạc anh thích nhất và nó gắn với cuộc đời, số phận của anh nhất, anh có thể chia sẻ? Không còn trẻ nữa, không phải là lớn tuổi, nhưng mà vẫn thích là hát những cái bài nhạc trẻ cho các bạn trẻ nghe, làm cho tâm hồn mình nó trẻ trung hơn, yêu đời hơn. Gửi tặng tất cả mọi người với các anh chị nhạc phẩm Sóng Gió, nhạc phẩm mới ra nhất của KICM. Câu chuyện của anh Tuấn Anh như một bản nhạc buồn nhưng cũng đầy hy vọng
mà chúng tôi đã may mắn được nghe sáng nay. Chúng tôi cũng hy vọng anh được sống mãi trong tình yêu với âm nhạc và sẽ tìm thấy được ước mơ của mình ở thành phố này.